Xin chào, cảm ơn quý xin chào. Tôi đã gặp được một người dẫn chương trình ở đây. Cô ấy rất xinh đẹp và quyến rũ. Chúng tôi đã trò chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp trong 3 ngày. Cô ấy ở gần nhà tôi. Hôm nay cô ấy đã ăn tối với tôi.